Điện hẹn lại lên, một mùa lễ hội đua bơi thuyền truyền thống lại về trên quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những ngày này, trên khắp các đường làng ngõ xóm, trên dòng Kiển Giang, không khí tập luyện, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân lực, vật lực cho lễ hội diễn ra khẩn trương, rộn ràng, náo nức. Nhiều đò bơi, thuyền đua từ khắp các làng xã về đây hội tụ. Với cái tinh thần lễ hội Tết Độc Lập của năm 2023, Đảng bộ và nhân xã Tân Thủy ngay từ lúc đầu thì đã có sự thống nhất rất cao, đặc biệt là người dân của xã nhà đồng tình để tham gia cái lễ hội. Trong thời gian mà chuẩn bị tham gia cho lễ hội ấy, thì từ ban chỉ đạo cho đến ban tổ chức thì đã thực hiện về cái việc là vận động toàn dân thực hiện cái xã hội hóa để tạo ra một sự đồng thuận để thực hiện cái việc là tham gia lễ hội. Vấn đề thứ hai là đối với trai bơi thì xã nhà đã phát huy cái việc truyền thống đoàn kết và tất cả con em của xã nhà chúng ta là kêu gọi người trong xã để tham gia vào cái lễ hội. Theo phong tục, cả địa phương cũng đã chọn ngày tốt để hạ thủy đò bơi để tập luyện. Năm nay, nhiều địa phương đã có sự đổi mới sáng tạo trong quá trình luyện tập như theo dõi tính thời gian cho mỗi lượt đua của các đò bơi, thuyền đua để có sự điều chỉnh phù hợp, diễn tập xử lý các tình huống, sự cố bất ngờ trên sông nước nhằm đạt kết quả cao nhất tại lễ hội. Để đảm bảo cho thi đấu của lễ hội đua thuyền trên sông Kiển Giang năm nay, ban tổ chức đò bơi Xuân Giang đã xây dựng kế hoạch tập luyện đối với trai trong phiên họp đầu tiên. Phương pháp tập luyện là phải đảm bảo từ một ngày phải đảm bảo được 4 tiếng đồng hồ ở giữa sông để đảm bảo độ bền trong cả thi đấu. Và trong đó chúng tôi bố trí thêm một thuyền cano trong những trại dự bị để cùng với thuyền bơi tập luyện trại để đảm bảo cho độ bền của cuộc thi đấu năm nay, xây dựng phấn đấu đưa đò bơi Xuân Giang đạt thứ hạng cao nhất trong mùa lễ hội. Dự kiến lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang năm 2023 có sự tham gia của 24 thuyền bơi nam và 10 thuyền đua nữ. Lễ hội năm nay, các đội thuyền bơi nam sẽ bốc thăm để chia thành hai bảng, bảng A và bảng B, để thi vòng loại vào ngày 25 tháng 8. Sau khi kết thúc vòng loại, theo thứ tự, từ đội bơi có thành tích cao trở xuống để phân bảng, cùng với các thuyền đua nữ tham gia vòng chung kết diễn ra vào ngày 2 tháng 9. Người dân huyện Lúa Lệ Thủy cũng như du khách thập phương đang nóng lòng chờ đợi đến ngày 2 tháng 9 để được xem lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiển Giang. Với sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương và sự quan tâm của cả cấp, cả ngành và toàn xã hội, tin rằng lễ hội năm nay sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.